Thưa quý vị, hôm qua tòa án nhân dân tp. Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự với bị cáo Maxim Yukov, ông Trùm điều hành cho vay qua các trang web. Ngoài ra, 22 đồng phạm quốc tịch Việt Nam cũng bị truy tố về cùng tội danh. Dự kiến hôm nay tòa án nhân dân tp. Hồ Chí Minh sẽ tuyên án. Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra tòa nhà Thủy Lợi 4, quận Bình Thạnh, phát hiện Maxim Yubkov, sinh năm 1982, quốc tịch Nga, đang điều hành cho vay thông qua các trang web senmo.com, thần tài tới.vn và cây đèn thần.vn. Theo kết quả điều tra, từ năm 2019 đến tháng 3 năm 2023, đường dây cho vay nặng lãi này đã cho 42 cá nhân vay tiền với lãi suất từ 183% một năm. Cao nhất trong số này là trường hợp 2.555% một năm, vượt quá nhiều lần mức lãi suất cao nhất được quy định trong bộ luật dân sự, thu lợi bất chính số tiền hơn 23 tỷ đồng.